xin giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra, kèo 4-4 đánh hai càng bắt khóc, giao lưu bóng chuyền giữa team Cái Bè Tiền Giang và team An Giang. Bên An Giang đánh hai càng Vinh Dầu và Hào Lửa, bên Cái Bè Tiền Giang đánh hai càng Khu và Thái Sư Tử. Bên An Giang gồm có Vinh Dầu, Hào Lửa, Nam Nhỏ, Đạt Mỹ Hiệp Sơn. Bên Cái Bè Tiền Giang gồm có Thái Sư Tử, Khu, Trường Vũ và Đạt Cái Bè Tiền Giang. Bên Tiền Giang giống như trước, nó bắt đầu điểm không không. Và là bóng quỷ diệt của Vinh Dầu. Điểm cho An Giang 1-0. Đánh hai càng bên đây càng Vinh Dầu với Hào Lửa, bên kia càng của Hùng Khu với Thái Sư Tử. Phát bóng lỗi điểm cho Tiền Giang 1-1. Đỡ đầu luôn ha. Và đập bóng bật trắng ngoài của Hào Lửa nâng điểm số cho An Giang 2-1. Đi qua Nam. Nam đâu được qua bóng đâu. Điểm cho Tiền Giang 2-2. Qua là bóng không vào lưới của Hào. 3-2 cho Tiền Giang. Và ánh bóng bạc trắng ra ngoài của Vinh Dầu nâng điểm số cho An Giang 3-2. Hoài đã bóng ngoài của Thái Sư Tử. 4-3 cho An Giang. Thầy lý sáng lỗ của Vinh Dầu. 5-3 cho An Giang. Thái là bóng tốt, 4-5 cho Tiền Giang. Và cái điểm xuất sắc của Khu. Ha, xuất sắc nhưng mà muốn hai tay á. Mới có thể được muốn hai tay có ký luôn. Đúng rồi. Xuất sắc. 5-5.
pha chấm bóng không thành công của Khu, điểm cho Tiền Giang, lỡ điểm cho An Giang 6-5. Vinh vào phá bóng lỗi 6 điều cho Tiền Giang. Có ngoài bắt là người ta đâu có tính đâu. Giờ khó chịu ha. Nó nằm nhỏ lắm. Tiếp tục lột hòa đội bóng quỷ diệt của Vinh Dầu. Điểm này gác điểm với điểm mấy không biết nè. Gác một điểm là 76 á. Điểm cho Giang 76. Khu đập bóng tốt, 7 điều cho Tiền Giang. Điểm cho Tiền Giang 87, hai bên đổi sân. Tốt. Khóc khóc luôn. 97 cho An Giang. Tám chín cho Tiền Giang. Mát cây gì kìa. Giật dây mạnh cũng được nữa. Giật dây mạnh lên. Lại ta coi chú nó ngoài cũng như không à. 9 điều. Thử con mát kia không, nãy giờ phát tốt luôn ghê. Cho mấy chai nước chú Sang ơi. Thằng Cu để dám đánh ngang cầu của Vinh Dầu không ta? Thằng Cu này với Vinh Dầu ngang cầu đo công được không? Thằng Cu á. Vinh Dầu được không? Chắc không được rồi hả? Dạ. Cho thằng Trần Vũ này trắng là bỡ liền cái gì đâu mà. Mượn trắng hay là trả liền ha. Trần Vũ là bỡ liền cái gì đâu mà. Trần Vũ nó trắng cái thằng dưa hấu ốc ốc hai trái đó. Dưa hấu với Cu là bỡ được đó. Nhưng mà Cu cứ là thế rồi cái dao. Phát bóng nếu đội công phát bóng tốt hơn. Đi bánh đỏ cầm cái phát gì đụ má cha là còn nữa. Ừ. Bánh ba phát kiểu đó là phải dễ bắt đâu. Tôi nói nãy giờ đụng má phát cầm phát gì không chắc mình vừa mới vừa nói xong mình lụm liền. Trận đấu tiếp tục 9 điều cho Tiền Giang. Cái bàn đó bắt được cú thua nữa, cái bàn này chuyền hai bắt cú thua nữa. Cái bàn bắt chủ rồi, giấu cái bàn bắt chuyền hai, giấu cái bàn nó chuyền hai cú thua nữa. Cú xa xa là mà nói chuyện vậy luôn đó. Tốt gãy gãy. 19 cho Tiền Giang. Hay. Tốt. Tốt rồi. 10 điều cho anh Giang.
coi ra lên, coi lên, coi lên. Thì vô chứ ông cá bạc dễ chịu lắm, ông đó phải biết người biết ta lắm. Đặt diễn được. Mười một mười cho anh Giang. Và ghi điểm của Thái Sư Tử. 11 điều cho Tiền Giang. Hoặc lý tốt của Vinh Giàu. 12-11 cho An Giang. Bóng cửa ngoài rồi. 12 điều cho Tiền Giang. Mấy điều rồi? 12 điều. Và cái điểm xuất sắc của Vinh Giàu. 13-12 cho An Giang. Điều cho Tiền Giang. Mười bốn và ba cho anh Giang. Cho Tiền Giang quá hấp dẫn, quá sôi động, quá kịch tính. Một pha ném bóng thần tốc của YouTuber bóng chuyền kỷ niệm để cho team Tiền Giang cứu bóng. Quá hấp dẫn, quá sôi động, quá hồi hộp và hồi hộp chờ đợi kết quả. 14 điều điểm cuối cùng bên Tiền Giang giao bóng nha các bạn. Đúng rồi, hơn giữa sân rồi. 14 điều.
pha bắt bắt một lỗi quá đáng tiếc. Này, An Giang đã chiến thắng được Tiền Giang, mọi người quá hồi hộp, quá hấp dẫn.